Giờ xưa mình kẹt, kẹt cái chỗ mà chấp trước tháo không ra không? Mà kẹt, mình mò tới cái chỗ kẹt tận cùng như hồi đầu hồi nãy mình nói đó, tức là mình kẹt trong cái ngã của mình đó. Đâu cũng mình đó. Nhiều khi mình khổ lắm, tại sao mình ngồi đây ta? Khổ thiệt á. Rồi còn lê lết cái tấm thân mấy chục kg nặng nề cà lệch cà phệt này để cho nó hết cái kiếp này. Đôi khi mình ngồi mình nói chuyện đó, trời ơi, tao khổ với mày lắm, tao nói thiệt á, mày làm sao mà mày chết được, làm sao mày tan được, tao làm liền á. Nặng nề gần chết đi. Không biết quý vị thấy cái thân là nặng không? Tôi thấy nặng lắm, mà lê lết hết lệch phệt. Mà mấy chục năm rồi nó không có chịu buông mình ra. Trời ơi, nhiều đêm ngồi ức khóc tại chỗ rồi đó. Ra nó ra không có được, cứ quay tới quay lui nó cũng nó. Đi đâu rồi cũng là tôi ngồi à. Đi đâu cũng tôi đi. Đâu cũng là tôi hết á. Có cái chỗ nào nó không có là tôi đâu. Làm sao để mình hết cái tôi này? Mà ngồi cả đêm cả ngày cũng đâu có hết đâu. Ăn chay nằm đất khổ hạnh rồi, trời ơi, tôi giới thiệu quý vị ăn số 7 á hả? Ngày á rồi ăn muỗng còn nhiều á. Ngày nhai cho mày đúng 10 hộp thôi. Trời ơi, nhiều khi có những cái ngày mà nó chưa có qua cua được mà nó đói rung bầy bầy. Nó thấy nước cơm nó thèm. Thấy nước nó thèm. Nó thèm mày chết mày gán mày chịu, ai biểu mày không ra, mày ra đi tao không hành mày. Giận. Nó cho mày đói, cho mày khát, cho mày mất ăn, cho mày mất ngủ, có mày ra không? Mà đâu có ra đâu, chơi kiểu đó kẹt thêm nữa. Đâu có ra được đâu. Cũng làm mấy tháng thấy cũng bích trời ta, không ra. Mình thấy càng làm càng thấy bích, rồi càng thấy ức, càng thấy khó chịu, càng thấy bế tắc, mà càng dùng dãy thì càng thấy nặng nề. Phải nói thiệt là trong những cái phút giây đó mình không có chia sẻ ai được hết. Mà cái khổ tiền khiểu tình, tôi nói thiệt với chị là nếm rồi, đừng nó không có. Đây thú thật trước bình minh là nếm rồi. Nhưng mà nó không có cho cái gì với một giây ở trong cái phút ức này, quý vị tin không? Một giây thôi nha, đổi hết một đời của người thất tình thì hết đời của người thất tình chưa bằng một giây trong cái ức này nữa. Ví dụ như bây giờ mình thấy người yêu mình nắm tay người khác, tim mình nó bị bóp nát, nó bị nhói, nó bị đau, nó bị gục ngã xuống đất hay gì đó là nó kinh khủng lắm rồi, đúng không? Ăn không được, ngủ không được, thở không được, nó đau đớn, nó sầu khổ, cuộc đời tối tăm gì đó bích hết rồi. Nhưng mà nó không có là cái gì hết. Nó không có là cái gì hết khi mà quý vị bị bế tắc trong kia kìa. Chào quý vị, xảy ra từng giây trong cái sự bế tắc đó đó thì mới thấy là không thể nào chấp nhận tiếp được cái này à. Mình không thể nào chấp nhận mình tiếp tục cái chuyện này được. Dứt khoát phải làm cho thoát ra. Kiểu gì ta cũng đổi. Quý vị không tin đâu. Ngày xưa để thuốc này uống khoảng nửa hũ là đi. Thuốc này uống muỗng cà phê là chết. Bây giờ mày ra không ra tao uống. Mà nói vậy chứ không có dám uống. Nó bế tắc đến cái mức độ mình không có còn một cái chút nào mà để mình sống được. Mà bây giờ mà thoát ra không có kiểu nào, không có cửa nào, không có làm một cách gì để ra được, có gì chịu nổi không? Mà không phải một ngày một giờ một phút cho mà ngày này qua tới ngày kia, không phải nó dừng lại mà nó là tương tục. Nhiều khi phải nói thật là nó quá đến mức độ mà gọi là hết sức chịu nổi rồi đó. Rồi đó phải quỳ xin Phật cho con đi đi. Chết giờ đi gỡ nó khúc sau tu nữa thì sao đi chứ, tới cái khúc này mà gỡ không ra được là chết cho rồi chứ. Bây giờ là bước tới thì không biết bước đi đâu, làm gì thì không biết làm gì, phá vỡ gì thì không phá vỡ được. Nó tắt toàn diện. Ăn được, ngủ được. Đôi lúc xin Phật, thế nếu mà Phật có thương con, Phật xả cho con thôi. Tại vì thật sự là bị kẹt. Tôi nói cho cái cần xả cho chừng một giây để tôi có một cái hơi thở bình thường như cái người mà
không có tu hành gì đi, một giây thôi làm ơn làm phước xả cho con miếng đi, căng quá rồi. Thêm nữa coi chừng không có điên thì cũng chết thôi, chứ không còn cửa nào khác đâu. Nhưng mà đang căng cho mày thẳng luôn chứ đâu xả, bởi vì mày khổ. Trời ơi, mất cũng phải 4 tháng mấy, 5 tháng gì trong cái tình trạng đó. Lúc đó ốm hơn lúc này nhiều. Mùa hè, không phải mùa hè đâu, đầu năm 87. Mới đầu năm mà khùng khùng đọc một câu mà của Huệ Hải Ngộ, cái nó cứ ngắt luôn, nó đi riết vô vậy, nó ra không có được. Tới mùng 7 tháng 7 là cũng khoảng 5-6 tháng chứ không biết. Mà tôi nghĩ lúc đó tôi cũng còn 40 mấy, 50 ký gì luôn á. Thấy là như là thấy xương không à. Cầm một cái chén, không, cái chén cơm cầm không nổi, có gì tin không. Cái muỗng lúc đó không còn lực để có thể cầm đưa cho tới miệng á. Nó gần kiệt hết rồi. Suốt đêm ngủ, ban ngày thì không ăn. Khóc thì nhiều hơn, khóc nhiều hơn cười. Bởi vì khi mà nếm trải những cái chuyện của trần gian, tôi thấy nhiều người khổ khóc hả, tôi cũng thấy thông cảm lắm. Nhưng mà có một miếng à, có một xíu à, ba cái chuyện thất tình, thất tiền, có một xíu à, nó không có tới đâu hết á. Vô trong đây đi rồi biết. Phải dùng cái từ là tận cùng của cái tận cùng khổ não, chứ không phải tận cùng lớn rồi, nó là tận cùng của cái tận cùng. Bế tắc cuộc sống là chuyện đơn giản, nhưng mà bế tắc tâm linh là cái chuyện kinh khủng lắm quý vị. Cho nên mình nhìn cái công phu nó có hiện ra đến mắt người khác không đó là mình nhìn được. Từ ở trong đó mình nhìn được người đó có công phu, có bị bế tắc hay là như thế nào, mình nhìn ra được trong từng giai đoạn một. Nhưng mà chuyện này phải nói là tới một ngày mà quý vị sự thật bất ngờ xảy ra. Thật ra thì giai đoạn mà thao thức cũng là giai đoạn dồn nén. Dồn nén mình cũng tới cái mức gọi là tận cùng mà. Dồn nén tới mức tận cùng, hết đường tháo gỡ, hết cách công phu, hết biết tu tập, hết cái gì hết rồi, không có hy vọng một chút nữa, đừng nói ngày mai, không có đâu. Nên mình thấy rõ ràng là thứ nhất là không phải là mình sắp chết, nhưng mà nó dồn mình tới cái mức đó là quý vị cũng không muốn sống thêm nữa. Không phải là trầm cảm, mình cũng biết rõ là không phải là thần kinh chắc lắm, không có trầm cảm. Nhưng mà sống tiếp để làm cái gì ta? Cái tình trạng này sống tiếp để làm cái gì? Ý nghĩa gì để mà mình sống tiếp? Mù mịt, tâm tối, bế tắc, không còn lối gì để thoát hết. Rồi sống tiếp làm cái gì? Nhưng mà không phải chán sống đâu, nhưng mình thấy sống thêm nó không có cái ý nghĩa gì để chút nữa mình được cái gì á. Bế tắc ngày hai ngày còn đỡ, nó kéo dài nhiều tháng vậy rồi quý vị sẽ bế tắc của cái sự bế tắc. Càng lúc nó càng lún sâu trong cái sự bế tắc. Không ai có thể tâm sự được, không ai có thể chia sẻ được. Rồi đó là cũng là mình đâu có giải quyết được đâu. Lạ lùng cái là quý vị mà đi tới một cái đoạn là mình gần như mình cũng không có làm chủ được trong cái đời sống này nữa, là tại vì mình không có làm cái gì được nữa luôn á. Không có làm gì được hết, không có làm gì được, không có công phu, công phiết gì được luôn, không có làm gì được luôn. Khi mà mình thấy mình không có làm gì được luôn, khi mình thấy mình thực sự là vô dụng. Cho nên á, cái mà muốn chết á, thật sự là cái sâu của cái chết, nó không phải là chết cái xác này mà muốn chết luôn cái thân ngũ quẩn, chứ không phải là chết bình thường. Thì nó làm cho mình sẵn sàng là sẵn sàng gần như là 1000 phần ngàn cái chết xảy ra với mình bất kể giờ phút nào nha. Quý vị sẽ tới mức độ là quý vị sẵn sàng chết bất kể giờ phút nào, không có cái lời can gián nào của ai với tôi cái chuyện này đâu. Và cũng không ai xúi bảo mình, tự động nó đưa mình tới một cái trạng thái đó. Và rõ ràng là mình cũng thấy mình sắp chết, và mình cũng thấy mình sẵn sàng chết.
Nói chơi chứ không phải tự mỏng mà bể. Nó cũng phải tới tất cả những cái mức này hết. 100% là chết và 100% sẵn sàng chết. Không biết nó chết nó như thế nào nhưng mà sẵn sàng. Và chỉ còn cái chuyện chết thôi chứ không còn chuyện thứ hai xảy ra trong cuộc đời này nữa. Nãy nói chơi chơi chứ nó cũng phải tới đây chứ không có đơn giản, nó không có đơn giản. Không còn đường để rút lui. Nói chứ bây giờ mình muốn tu muốn không không thì nó dễ quá đúng không? Còn dễ dãi với chính mình quá. Quý vị bị cuốn vô một cái đoạn quý vị không thể tạm dừng được. Nó có những cái đoạn công phu là mình tạm dừng không được cái đã. Càng lúc nó càng cuốn, càng lúc nó càng cuốn, càng lúc nó càng sâu, càng lúc càng cuốn, càng lúc càng sâu. Sâu tới cái độ là mình vô tận cái hang sâu và bị khóa ở đó không có rút lui được. Đó mới là khổ. Giờ xây đâu cũng bị dính hết đó. Ở đâu cũng bị kẹt, nhóng đầu lên cũng không được, mà cúi đầu xuống chút cũng không được, xây bên phải chút cũng được, xây bên trái chút cũng được. Quý vị tưởng tượng là một cái loại mà tù ngục mình đúc dừa cái thân cho mình giữa một cái lồng sắt á, quý vị tưởng đi, nó cả kiểu đó đó. Không thể nào bước tới được mà cũng không thể lui được. Cái này chỉ có nước bơm nổ tan xác chứ không có còn đường thứ hai nữa mà thiệt. Tới đó mới tan xác thiệt. Nói chơi chứ không có đơn giản đâu, phải tới đó mới nổ tan xác thiệt. Nhiều ngày quý vị thấy rõ ràng là như nãy tôi nói là xin tha đó, xin dừng lại, xin Phật cho con dừng lại đó. Không còn đủ sức để đi tới nữa. Cái kiểu này đi tới để làm cái gì? Trời ơi, càng đi tới càng mù mịt, càng bích chịch. Mà rồi cuối cùng là mình đi không có được nữa. Cuối cùng mình lùi không có được nữa. Và cuối cùng dính gần như cứng ngắc một cục. Một cục ngu chứ không phải cục khôn như cái kiểu kia. Cái kiểu kia chút thì nó cũng xảy ra cũng một cục. Nhưng mà là mọi chuyện đã khác rồi. Như bây giờ nó cục không có cách nào quý vị nhúc nhích được đâu. Thành ra nói thì nói mà mình hành giả cũng phải trải qua một đoạn giống như Tề Thiên. Thành ra mình đọc tới cái đoạn của Ngô Thừa Ân mình rớt nước mắt, mình thông cảm là Ngô Thừa Ân cũng đã một đoạn này. Cho nên cuối cùng anh diễn tả cha Tề Thiên cũng giống như cái kiểu đó. Quý vị thử đi, mình là cái người mạnh khỏe không có bệnh tật gì, mà cái vị của trần gian này không có còn với mình nữa. Không phải dễ nếm cái mùi này đâu. Mà còn diễn tả ăn như ăn hòn sắt nóng, uống như uống nước đồng sôi nữa. Khổ sở vô cùng tận. Không có cái đài đọa nào bằng cái khúc bị đè trong ngũ hành sơn hết. Cách diễn tả cái khổ sở của một cái người mà còn kẹt trong thân ngũ quẩn đó, của Ngô Thừa Ân diễn tả con khỉ tuyệt vời. Nhưng nó phải đến cái độ là ăn như ăn hòn sắt nóng, uống như uống nước đồng sôi, có nghĩa là cái vị của thế gian là tuyệt đối không còn. Nói chứ không có chuyện ham muốn, ham thích, không có chuyện đó đâu. Và chuyện không ham muốn, ham thích trần gian là nó kéo dài. Nó kéo dài không phải là mình không muốn cái chuyện thế gian, nhưng mà nó bị khóa chặt ở đâu đó rồi. Nó không có còn lộ ra nơi tâm mình nữa. Và mình chỉ còn cái chuyện phá vỡ thôi, mình đâu có biết cái khác đâu. Lúc này không còn cái vị khác ngoài cái vị là phá mình cho nát. Không còn cái vị thứ hai. Đó, trăm sông đổ vào biển, biển cả chỉ có phần một vị á. Nhưng mà đây là vị vướng kẹt chứ chưa phải là vị giải thoát nha. Đang vướng. Nhưng mà nó chỉ còn một việc duy nhất là cho vị tan. Nó không có làm cái khác được nữa bà. Không cách nào làm khác được nữa. Nha, chứ không phải đơn giản đâu. Nói thì nói vòng vòng, nhưng mà phải nói như vậy để chúng ta thấy rằng khi chúng ta muốn tan là mình biết đó là những cái dấu hiệu để mình tan biến, hiểu không? Nếu như mà chúng ta chưa tới cái đoạn bị cuốn như cái thác đạp mình á, mình không có cách nào mà thoát khỏi dòng thác đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta rớt vào cái công phu tu tập và mình rời nó không được. Lúc đầu là mình tu, lúc đầu mình thích nó. À, lúc đầu mình thấy nó có hiệu quả, nó thành công, nó được, nó đưa mình ăn này nọ nơi kia, mình thích thú, mình đi vào con đường đó. Nhưng mà vào rồi cái
Ủa trời, càng vào càng ra không được. Mà không phải định đâu, mà không có chuyện khác để làm, và cũng muốn làm cái chuyện khác được, cũng muốn còn chuyện gì để có thể làm được. À, nó cứ tới như vậy đó. Rồi cuối cùng mình không có chuyện gì để mình làm, không có cái gì để mình nghĩ tới được, và không có còn cái gì để mình nghĩ được nữa. Nó tự động tất cả mọi cái như vậy nha, nó tự động ra rồi cứ tới. Ủa mình không còn cái gì, không có chuyện quá khứ gì lai để mình nghĩ đâu, chuyện chút nữa còn không thèm nghĩ nữa kìa. Đừng nói chuyện đã qua, không có còn cái chuyện gì mà quan trọng để cho mình có thể để tâm nữa. À, nó phải tới như vậy mới được, nói chứ nó phải tới như vậy mới được. Và càng lúc nó càng tới, mình không thể để tâm gì, mình không thể dính mắc gì được nữa. Không phải là mình đã giải thoát nó, nhưng mà là không có thời gian. Nếu mình dùng cái từ lúc đó chính xác là nó không có thời gian. Nó không có thời gian để nghĩ chuyện khác, nó không có thời gian để làm chuyện khác, và nó chỉ là cái chuyện này thôi. Chuyện này không có xong là không có thể làm cái gì được nữa. À, và nó cứ nung nấu, nó cứ bốc cháy, nó cứ mãnh liệt đi vào cái chuyện này, không thể dừng cái này được nữa. Lúc đầu mình không thể dừng được nữa, mình dẫn tới mình không có cưỡng được, mình bị cái lực hút, và cuối cùng mình bị kẹt cứng ở trong đó, mình không có ra được. Mà đâu có làm sao khác ngoài chuyện phải tan thân mất mạng thôi, không khác được. Nếu tất cả chúng ta đi vào con đường này mà không có giai đoạn đó, tôi nghĩ chắc cũng khó phá lắm rồi. Thật ra nói chứ đạo Phật không có dẫn chơi được, đúng không? Khi mà chơi giỡn được thì dẫn chơi, nhưng mà cái đoạn đó không có làm gì được. Tự dưng rồi là không có cười cợt, không có vui đùa, không có dính mắt, không có nghĩ ngợi, không có cái gì hết. Cuộc đời mình gần như không có còn cái gì hết, không có cái gì hết, và không có làm được cái gì hết, và không có cái gì để có thể làm, không có cái gì có thể hướng tâm tới được nữa. Hết rồi. Quý vị phải thực sự chấm hết cuộc đời mình một đoạn trước khi bể cái này, chứ không có đơn giản đâu. Nếu như thực sự cuộc đời này mà mình không chấm hết mọi thứ, ngay cả mạng sống của mình, thì không bao giờ vỡ cái này. Hồi nãy là nói chơi nghe giống giỡn quá ha. Thì bây giờ mới thiện là cái cục này mới khó nuốt. Không có cái này không có vẻ đâu á. Không có tới cái chỗ này là không ai có thể phá vỡ mình. Rồi ra thổi đầu nó cũng vô tới cái thành khói mới vỡ. Tất cả những người muốn phá vỡ thiền tông cũng phải tới tình trạng này. Quý vị sẽ thấy rõ ràng là, như tôi nói lại là chấm hết hoàn toàn. Mà cái mình lúc đó đó, sau khi mà đã chấm hết mọi thứ rồi á, thì cái ngã của mình á, mình cảm giác nó cũng gì, nó cũng tan, nó mong manh lắm. Tại vì lúc đó mình không có thời gian để đụng chạm, để dính mắc cái gì hết á, xung quanh á. Tự nhiên mình không có còn cái gì để có thể suy nghĩ, để có thể dính mắc, để có thể đeo bám, để có thể để tâm, để ý gì hết á. Tự động mấy cái này nó mất hết đi. Mà không phải nhập định nha, tuyệt đối không phải định. Mà không phải là mình gọi là mình buông nó, không phải là mình xả ly nó, không phải như vậy nha. Tuyệt đối cũng không phải luôn nữa. Là tại vì mình quyết lòng mình làm cái này thôi, mình quên hết mọi thứ, giống kiểu như vậy đó. Gần như là mình tập trung một cái chuyện duy nhất, còn mọi chuyện khác mình quên đi. Nó gần giống như vậy. Tôi dùng cái từ là gần giống, nhưng mà nó không phải là trạng thái đó. Nhưng mà nói để dễ hiểu là gần như là mình tập trung toàn lực cho một việc. Chỉ vậy thôi. Thực sự nếu mà mình không có gom mình lại được thì mình không có tan ra được. Lúc đó nếu mà nói là thổi đầu lên tới đỉnh là cũng nó đó. Cho nên tôi biết là sau này nếu mà ai mà tu thiền thổi đầu mà bị kẹt á, mà có cái duyên gặp tôi phá dễ lắm.
Tôi có khả năng đó. Thành ra là tất cả chúng ta nếu mà đi theo con đường đạo Phật mà đi theo con đường thánh quả đó, thì rõ ràng là quý vị sẽ chứng từng bậc, không bỏ qua thánh quả nào. Cái điều này mình nói nhiều lần rồi. Nhưng mà đối với thiền thì quý vị cũng phải là người chấm hết mọi thứ trong trần gian này. Thực sự chấm hết mọi thứ nha. Còn cái gì mà mình có thể dính được thì quý vị không bao giờ ngộ được. Ngay cả chấm hết mạng sống của mình. Lúc đó mình sống mình không bao giờ mình có khái niệm là mình sống tiếp nữa, mà như nãy nói, nhưng không phải là cái bệnh, cái tự kỷ, tự giận, không phải vậy nha. Cái chuyện này không phải, nhưng mà mình không thấy mình còn sống nữa. Không cần thiết cái mạng sống này nữa. Không phải là mình quán nó thành không theo cái kiểu kia, tuyệt đối không có chuyện này. Nhưng mà vì cái việc kia kìa, cho nên cái mạng này không cần thiết nữa. Và nó không có còn cái đáng cái giá nữa. Nếu mà con kiến cắn cho mày ngã ra mày chết, mà ăn hết cái thịt mày đi nữa, kệ mày. Những kiểu nó gì á. Lỡ như phải chết mà lùm mà bụi con gì nó ăn thịt, kệ mày, khỏi cần làm đám luôn. Có nghĩa là nó không có cần thiết cái gì về cái thân mạng, nó chết cái kiểu gì đó mày chết. Chết giờ nào đó mày chết, chết ở đâu đó mày chết, mà chết thúi mà chết được người ta chôn, kệ mày, không có quan trọng tới cái thân xác này nữa. Tuyệt đối 100% đối với cái chuyện đó nha. Sẵn sàng chết, nhưng mà chết bằng mọi thời, mọi lúc, chết sao cũng được. Chết gói lá môn cũng được. Chết cho chó ăn cũng được. Chết bầm cho cá ăn cũng được. Có nghĩa là kiểu gì cũng được đó. Thì vậy là mình đã sẵn sàng như vậy cho cuộc đời của mình. Phải tới cái bước này. Không còn một mãi niệm nhỏ nào mà mình muốn giữ cái thân, giữ cái mạng này nữa. À, đúng rồi đó, không còn ý niệm nào muốn giữ cái thân, cái mạng này nữa. Rồi á, nó mới có thể mở cửa từ từ cho mình. Thật ra mở cửa từ từ, tôi nói kiểu đó thôi chứ không có cái chuyện từ từ. Nhưng mà tự nhiên mình cũng có cái cảm giác là mình sắp vỡ, mình sắp bung gì đó, đại khái là vậy đó. Nhưng mà này thật sự không phải mở cửa đâu, nhưng mà giống như cái trực giác báo cho mình biết là mình sắp nổ tung nữa. Và cái dấu hiệu đó là từ một tuần cho tới một tháng là sẽ nổ thiệt à. Thành ra nói cho cái này nó cũng khó nuốt rồi nha. Mình tại vì ha, tới hồi không có còn cái gì có thể trụ lại được. Thì tuyên bố tự do. Tự dưng cái bây giờ phải dùng cái từ á là nó sướng quá đi. Tại vì nó tự do quá đi. Và phải nói một câu là nó rảnh quá đi. Cho nên đi còn nước quậy rồi làm gì vậy? Không còn làm cái gì được nữa, tụng kinh cũng được, ngồi thiền cũng được, thì tu cái gì, tu là hết đường để tu rồi. Quậy, ai ngồi thiền mình cũng quậy luôn. Chứ làm gì vậy? Sau năm 87 tới giờ tôi không có tu. Không có tu miếng nào hết trơn á, thiệt á nha. Mà nói câu ngon lành là tôi không có tu miếng nào hết trơn á. Vì tôi tu không có được. Không có nắm được cái pháp nào được hết á. Và cũng không có dụng công gì được hết á. Và tôi cũng nhiều khi tôi cũng không biết tôi ở đâu để mà dụng công. Đó là sự thật.